tôi quýnh với anh Cẩm, anh đưa cái sắp 20, 30 rồi đi đâu, nó sắp 10 không rồi sao đủ. Anh này kẹo quá. Người ta, ông chợ lớn, ta bán cái sắp 20, 30, anh chị bán này không mua. Trời, cái dậu đâu mình bê tường là hay rồi, giờ quá trời giờ. Quýnh lại đâu? Kêu tôi chấp thêm đi chứ quýnh lại. Là nếu quá. Không biết tôi không biết mày quế còn ăn giỡn hơn.
quá biết là chạy xe hả? Ôi trời, thì đã là chạy. Chị ghế rồi. Việc thì giỏi rồi. Chị giỏi bắt xe, bắt xe bắt bộ không nói năng gì hết. Chị biết nè. Đấy.
Tành hay mới ăn được xe chứ. Hay cái gì? Việc mà chuyện ấy vui rồi chứ. Tành mà hay mới ăn được xe chứ. Thì tôi dở tôi ăn ông có 5 bàn thôi, đâu có ăn nhiều. Thằng dở ăn có 5 gián à. Thằng hay thì phải thua 5 bàn. Bánh chưa xong rồi còn phù đâu nữa mà. Đến hay quá thua tới 5 bàn. Đã bắn quá xong rồi phù đạm. Là tướng mà thua 5 bàn còn là vỗ ngực xin tên là. Nữa thì ai vô số ít quá. Tôi quýnh trời tôi thua ít. Ai vô đâu số cũng không trắng. Đứng dậy móc tiền ra chung mới bị nào thua. Thấy không? Đứng dậy đủ không móc tiền ra á. Lúc đó khán giả mới biết nào thua đó. Còn chưa móc tiền đâu biết nào thua.
phép đâu mà đi hả? Giờ phép đâu đó chứng tử bây giờ hả? Ờ thì ăn người ta pháo đơn giản vậy thôi, còn gì đâu. Đánh lấp loan hết chú kia. Sức tướng mày nằm đó hồi định luôn. Không, tôi vô đây nè, cho xe mày đứng đó đủ với ăn trong góc chơi vậy. Đúng, mẹ đâm. Xe nó mà ra được tao khùi nha, mày coi nè. Xe nó rồi nó đâm. Nó đâm rồi cái đâm hồi lội ruộng nè. Đâm. Đâm một cây. Đổi này làm gì không biết.
đúng là tướng ơi. Bây giờ đã coi không được. Chỉ thật đúng á, nói là tôi quýnh mà phải chỉ để trình độ đúng. Xuống tướng chạy vô chạy pháo má mới nhìn ra tao chưa án, tao thảy đây nè, tao quen. Mấy còn sắp nữa không anh Khanh ơi, đưa thêm vài sắp nữa. Mày thủ hay quá, mày vô tướng đây lấy không. Là bao nhiêu? 160 đi. Quýnh này giống mấy người lớn quýnh nít. Trời, ta làm bố ta làm cũng không không biết quýnh này giống lá gì mà thanh niên mà quýnh nít nhà trẻ không? Một thanh niên quýnh hai ba đứa nhà con nít nhà trẻ một giờ. Làm ta làm cho cái gì mà thê thảm. Ở trên mạng người ta nói là đồng ông già không biết lịch sử. Thấy anh chậm già quá đồ mẹ tàn nhẫn bốn không bốn bây giờ tới sáu nho mới thua là bự. Thank you.
cái là má nhìn không ra, má cũng chết rồi, má không biết rồi. Hai em khen tên tiếng rồi, mày khỏi chạy, mày đụng mày nãy giờ mày chọc tao nhiều quá rồi mày. Đủ đủ cái giỏi rồi. À, mày có đi đâu? Tao lên trước để nhìn ông. Mày có đi đâu? Ấy? Mày nhiệm vụ mày là ăn ở không lo dưỡng thân mày. Mày đưa con ngựa lên cho mày. Hất cả rơi ngựa này. Lấy ông điếu đưa ngựa lên. Xe mày tính lên hả? Mày mới nhổng hôn công đức dịch là quý mày. Rình cái gì mà rình? Gì rình? Mà tướng quýnh hai nước nào hay là lên rình. Không thể trên chiến đấu. Kỳ vậy ta. Ta đi những nước cờ hay thôi. Đùa mày ơi. Thấy giờ này đi. Ta tự giác đó, không có chờ phát giác, thấy không? Phải bắt luôn. Đầu lưng nhức mỏi gì mày làm mấy cái cho tao thấy khỏe. Gì vậy? Chơi đụng đụng hết hai xe tôi thì sao tôi biết được phải?
không? Em con thủ cũng làm lần hai con. Tao đi vào được tội lỗi nữa đó nghe. Tao chưa muốn đó. Nghe mày chát bây giờ đó. Ui đấy. Xe ơi xe, cần ta bay. Thấy không? Thấy khen không cài coi. Thấy cái gì ta ăn tới 5 xị mà khen. Ủa? Cái gì? Ta thua mà. Cờ tướng mà thua tới 5 vàng mà khen. Rồi ừ, khen. Ta bắn là chứa xong đi phù mà. Thua ít quá. Thua ít. Để như hồi sạn lại rồi bay một nhạc cái gì đâu mà. Ta không thua ít. Thấy không? Có khi nào ta đành hay mình phải khen không cài kìa. Thấy thua 5 bạc quá. Ta khen vậy thôi chứ thua 5 bạc là quá ít rồi. Thấy không? Tại 5 bạc là đổ bê tông. Thank you.
ai nói gì đợi chuyện của chú mà đâu gì đâu chú kia. Lên tao vô phóng đầu quá, tao báo cho mày biết á. Mày mà lên khuôn ngựa đi. Đúng quá, chạy báo lên đó. Thôi vậy, đúng rồi. Đi đâu được, xe đó, đi đâu vậy? Trời ơi. Cái việc bình ra một mà chú anh cảm thua luôn rồi. Cái việc bình pháo một anh cảm thua luôn rồi. Cái việc mình ra một cái thua rồi. Đâm lấy đâm xuống á. Dướng chân ngựa không vô bắt được. Đâu có anh cầm cái kéo xe về giữ. Nhưng mà chú mình kẹp voi bắt voi không có chạy đâu được. Chú nào cũng thua đúng. Má nhìn thấy mà tức không biết làm sao hết. Đâu có làm gì tao đâu, tôi sợ cắt vùng chơi gì đâu. Kệ nó, kệ mày, kệ hai xe mày muốn kệ mày, đâu có tao nói giờ muốn đi.
làm không cho nữa mày đi thôi à. Bụng mày cơ mới nói là Phi đi Phi rồi bạn của mày đúng mà cắt hết vòng miếng máu nó phụ vậy. Không một lúc đó mở máu mũi nó xịt ra từ mặt lại lên. Tôi muốn hay vậy mà cũng khen gì trơn à, chiếu lại cái đó mày. Thôi kệ mẹ rồi, tao ăn mẹ. Thôi kệ. Thủy đang ăn chơi có lạnh. Cái gì vậy? Qua hỏi này. Dạ mẹ. Lâu quá. Thua bốn gián vẫn còn hay. Ủa rồi hồi sáng hai thua bốn gián chẳng hay à. Đứng dậy hồi nào bốc tiền. Ờ đúng rồi đúng rồi. Đáng thua nào cất tiền vô bốc nè. Hay quá. Thua bốn gián đó thầy. Thua quá ít. Giờ lên. Ờ, đó giờ thua. Hồi sáng là phạt trực tiếp. Ờ nhà này thôi, quá ít. Tiền rồi em cầm với ăn. Đừng ăn. Từ xưa tới nay anh thua rất nhiều. Đau tay đau chân rồi. Không. Bữa nay thua ít quá anh cảm hay. Bữa anh Tài cũng thua từ một chục trở lên, không bữa nay thua còn bốn gián. Hay quá hợp. Ờ nghe Thành ơi. Nó nói rồi mà cứ đánh chân nam mà cái phàng con ngựa của chủ việc nó đem dục có sọc lạc mới được chứ con cái gì mà ngày nào báo ra sai đâu có được.
Cái gì mà nói thì cho mang ra hoài được. Đi đâu đó? Hôm nay không phải cho đi là đi cho vui thôi. Quầy nè, leo lên. Đi luôn đấy ông. Thằng cho lên coi, à, vô đậu một công đấy. Vô đây một công này. Rồi bắt cái chủ viết. Lỗi rồi mà đánh chân nào thì pha cũng ngừa của chủ đem dẹp mới được. Xe xuống có vấn đề gì xảy ra? Cuộc tình ta là sống sướng mà nói gì được chút việc hả? Cuộc tình ta là gì? Đó. Biết chưa có. Ôi 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 giọt. Giọt với đủ mấy chuyện vô đây. Trời đất quỷ thông ơi. Trời. Mày đau quá kiểu trời. Mày hãy chỗ nào mà mày đau rồi mình phải bị chết. Biết là thuộc tiền nó tài năng rồi nè. Ăn làm gì? Ăn không được mày, đừng có nói ăn làm gì. Ăn không được. Trong trong chỗ có lùi vai tại thua thôi chứ bỏ gì đâu mà. Bỏ gì đâu mà nói. Đi đâu? Dễ, tôi về tao thủ mày. Tỉnh, tỉnh làm không có tính mày, cờ đụng à? Cờ gì cờ tính mày. Tỉnh làm cái chuyện gì đây? Không có hỏi. Cờ hãy mày thấy, à, chạy thấy mày tính gì vậy? Tính một cái nè, tính hai cái. Không sao hết, không cần đi. Tính chiếu đi mày. Nè đây. Qua thí tôi thí mày luôn nè. Tao đang đợi chủ sĩ đó mà đây, chỗ đây nè đó. Làm gì? Tao làm vô mặt mày giờ chứ làm gì? Mày ưa hỏi quá. Làm, tao làm vô mặt mày bây giờ. Gì? Tao nói rồi mày, mày bị quýt tao mà. Ok, sao đây? Đã cầm giọt sĩ thắng nào. Giọt sĩ cho con pháo á, giọt sĩ trước. Ở đây ai cũng thấy hết nhưng mà chỉ sao một tao cũng giọt sĩ. À, giọt cái là thấy chết rồi. Ăn mấy đuôi, đuôi không phải được. Em thấy thấy ghê rồi, giọt sĩ mình ăn. Nếu mà có ai chỉ thì qua bên cầm. Ăn xe về cũng không được, mà không ăn tướng ga đâu được. Tướng ăn ga là không dám mà. Để đi mà mình vặt con kia nữa. Không, nếu mà có người chỉ là cầm cái thay nha. À vậy hả? Cầm à, nãy giọt sĩ là thấy chắc thua luôn quá anh Tấn anh. Thank you.
còn rình thở. Không khỏe lắm. Chiều tối nay mới bị liên lưới pháo anh đi đâu? Chiều pháo nữa giờ chị em quăng lửa em chiếu đâu? Chiếu tạt viên pháo. Em chiếu xe ra cái đi bẹ đi bụi luôn cái ngồi nó mà bị đặt. Đây lộn má pháo lộn qua mày. Pháo được cái sao được? Vốn ngựa mà em chiếu cái bí sao? À đúng rồi. Vốn con ngựa mà em chiếu cái bí liền mà. Mà chập sĩ thì em ăn pháo không? Ừ, hết ơi. Lên cho chú gì để cho anh cầm nó nghe. Pháo ra bắt đi nó chiếu cho cái xỉu luôn. Đâu chiếu bí liền mà. Bí liền đâu có ngưng nước nào đâu. Đâu ngưng đâu, chiếu bí liền mà. À không, ta gác sĩ ra lên nhốt rồi, một cái ăn pháo rồi. Thì ăn là thua rồi. Việc dở mà. Dám nói cái việc dở, anh cắm mình biết là liều thiệt. Thế nói nè. Quay tao bắt con cái.
cờ tướng không mà chui ra vậy? Đấy, đó con chó được nhất chứ. Cái gì? Ở bên Trung Quốc, em về bên Trung Quốc quýnh cờ. Đây là Việt Nam. Việt Nam. Cho cái gì? Mày phải xin. Ủa, ai xin mà đi cho cách cái gì? Ai xin à? Đủ mà, mày bỏ anh chốt đi, tao chơi mày nữa. Mày đâu? Thấy không?